xin được xin
Thank you.
Chỗ này bán pháo hoa rồi bạn, pháo bông luôn. Mình đang đứng ở ngoài đây rồi nhưng mà chỗ này vẫn thấy pháo hoa bạn. Chiêu nhưng mà đang định đi về mình thấy cảnh này rồi. Đây là hết. Ok về thôi các bạn. Hôm nay hơi mệt nên là mình về các bạn. Về sớm. Thực ra là chương trình người ta vẫn còn làm. Giờ mình về. Hiện nay là do là chọn một cái diện tích nó kiểu như là nó khá nhỏ nên là ta phải tổ chức, ta phải rào tỏ lại và mình phải đứng bên ngoài mình xem, qua màn hình đó mà chứ không có kiểu như là xem trực tiếp được mà. Đây là khoảng thời gian đầu nó hơi đông nhưng mà sau đó là khoảng thời gian nó khá là thưa, ngày càng thưa người, và trong khi đó bên sân khấu thực thì người ta tranh nhau khá là nhiều á. Giờ mình ra ngoài xem về nè. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Chúc các bạn xem video vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Bạn nhớ like, share và subscribe để ủng hộ mình và để mình có nhiều động lực để mình ra video mới nha các bạn. Bye bye. Nghiêm cấm những hành vi re-up. Mọi hành vi re-up thì các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm.